Bounty of One. Hôm nay chúng ta sẽ là thợ săn tiền thưởng các bạn nhé. Anh em mình đang phải survival trên một cái hoang mạc và chúng nó đang đi cướp tiền của mình các bạn ạ. Nhưng mà cướp làm sao được? Anh em mình sẽ có thể nâng cấp được đây này. Đầu tiên nếu chọn cái này sẽ nâng cấp được một ít cái sức mạnh, nâng cấp máu, nâng cấp tốc độ đánh. Tôi sẽ chọn cái này. Wow, ở sa mạc còn có các thầy phù thủy các bạn ạ. Tôi thấy thằng này đối đội cái mũ, nhưng mà tôi thấy cái mũ của nó giống kiểu như một con bò ấy các bạn ơi. Và nhân vật của chúng ta là một cô gái nhé các bạn nhá. Chúng ta sẽ phải sinh tồn giữa một cái lũ quái vật. Ồ, ở đây chúng ta có thể tăng được tốc độ, nhưng mà tôi vẫn thích tăng tốc độ đánh hơn. Wow, toàn đồ tím luôn các bạn ơi. Một là tăng đam, tăng tốc độ đánh. Tôi nghĩ là anh em mình sẽ tăng đam đi, quánh cho nó khỏe. Hiện tại anh em bắn đúng kiểu one hit one kill luôn, các bạn có thấy không? Ui giời ơi, bây giờ tốc độ bắn của tôi đã nhanh hơn rất là nhiều rồi, các bạn có thấy không ạ? Như một cái máy. Ôi, có một cái dương gì đó. Wow, cái này rất là hay, chúng ta có thể bắn được cả ở đằng sau lưng nữa các bạn ạ. Chọn luôn. Wow, phê lòi. Bây giờ tôi cảm thấy mình khỏe rất là nhiều rồi, tự tin để làm thợ săn tiền thưởng số 1 trên cái sa mạc này luôn các bạn nhá. Chắc là tôi phải tăng thêm một ít speed các bạn ạ. Lại có hòm. Wow, cái gì đây? Nếu chọn cái đầu tiên, kẻ địch xung quanh chúng ta sẽ di chuyển nhanh hơn 30%, nhưng mà chúng ta sẽ mạnh lên 50% đam. À, cái này là nó sẽ hút cho chúng ta những cái vật phẩm xung quanh vào đúng không? Cái này nó giúp cho chúng ta tăng đến 60% cái cơ hội crit đam, tức là mình đánh khỏe hơn nhưng mà mình lại bị yếu đi mất 2 lần sức mạnh. Thế tôi nghĩ là tôi sẽ chọn cái giữa. Ui dồi ôi, hòm gì đây? Uầy, lại còn có cả cái băng đeo đầu của ninja luôn. Cái đầu tiên nó sẽ cho chúng ta thêm 2 cái lá chắn bay xung quanh người mình. Cái này thì nó sẽ tăng cho chúng ta 50% đam, 30% hồi chiêu nếu như máu của chúng ta giảm còn một nửa. Cái này thì nó sẽ đi xuyên qua người của đối phương và sẽ gây sát thương cho nó. Tôi sẽ chọn cái đầu tiên, tăng phòng thủ. Woohoo, chào các bạn. Ủa kìa, tôi còn chưa kịp làm gì, anh em mình lại tăng máu. Ủa kìa, chưa kịp làm gì, nó hút nhanh quá các bạn ạ. À, ok, chọn luôn đi, màu tím mà. Quá khỏe đúng không ạ? Các bạn hiện tại tôi đã khá là vô đối rồi đấy, VIP Pro. Ôi rồi ôi. Wow, chó hai đầu các bạn ơi. Chó xương hai đầu, quá là ghê gớm. Ui dồi ôi, ôi. Nó còn bắn được cả được đầu ra chỗ tôi cả. May đi VIP nhất rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn cái cuối cùng. Nó giống như kiểu một cái mức sát thương bay ra ngoài chúng ta. Tôi không biết giải thích thế các bạn có hiểu không, nhưng đại khái nó giống như kiểu một cái skill ấy. Ồ, có cả trái tim được các bạn ơi. Anh em mình có thể nhặt được trái tim luôn. Hay. Ok, hiện tại đứng một vị trí như thế này, tôi cảm thấy bản thân mình khá là vô đối rồi các bạn ạ. Không một thằng nào có thể tiếp cận gần được tôi. Các bạn thấy ghê gớm không ạ? Đừng có đùa. Anh em đi ăn tiền cái đã. Ôi, chúng nó đông quá các bạn ơi. Chúng nó bắt đầu xâm chiếm rồi. Chúng nó bắt đầu xâm chiếm hết cái sa mạc của tôi rồi. Hiện tại tôi đã có được một cái kỹ năng rất là hay. Đó chính là nếu như tôi di chuyển thì sẽ có một tia sét đánh xuống cái bọn đi cướp tiền của tôi các bạn ạ. Và như các bạn thấy, đấy. Bạn thấy hay không? Đấy, bạn thấy không? Các bạn thấy những cái tia sét này không? Bây giờ công việc của tôi là chỉ việc chạy thôi. Và cái tia sét đấy nó sẽ làm cái nhiệm vụ mà giết hết bọn này cho tôi. Cảm giác như tôi là con của Dragon đấy các bạn ạ. Tại vì Dragon, ui dồi ôi, nghe như tin đồn là ông ấy có thể điều khiển được thời tiết hay là cái gì đấy, điều khiển sét xiếc. Wow, đam màu vàng luôn, ghê gớm. Bây giờ tôi sẽ để cho những tia sét của tôi để xử lý bọn này trước mà các bạn ạ. Anh em mình không phải đánh nhiều đâu. Ô, cái gì đấy? Ui dồi, tự nhiên chúng nó chạy hết là có biến đấy. Ôi dồi, tôi biết ngay mà. Ok, rồi anh em cứ chạy đi để cho sét nó đánh con này. What? Uầy, hai chó cơ ạ. Ui dồi, ba chó cơ ạ. Ba chó nó mà cắn tôi. Ghê gớm. Tôi đã không biết làm gì để chống lại ba chó này đây. Chó hùa. Ôi dồi ôi, ngu rồi. Ok, chúng nó chỉ còn nửa máu thôi các bạn ạ. Ok, chúng nó sắp hết máu rồi. Chẳng lẽ tôi đã không qua được bàn này. Ok nhá. Còn một chút nữa thôi, Kìa, kìa, một tí nữa thôi bạn ơi, một tí nữa thôi. Tôi vẫn còn nguyên máu mà đúng không?
chó cái má này. Ok, chỉ còn một chút nữa thôi. Đây rồi. Đập luôn, để tôi xem, để tôi nhận được cái hòm gì. Chắc chắn nó phải là hòm xịn chứ còn gì nữa. Ok, hiện tại tôi đã không phải là tôi của quá khứ nữa rồi các bạn ạ. Các bạn thấy gì đâu? Bây giờ tôi mỗi lần lướt đi tôi còn thả được cả bom nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Bom của tôi màu xanh, cái sức nổ của nó cao hơn. Bây giờ kỹ năng của tôi là gọi là thượng thừa lắm rồi các bạn ạ. Úi giời, lại được cộng này. Cộng cái gì đây? Cộng đam chứ còn gì nữa, đúng không? Đấy, để tôi thả bom cho nhá. Bây giờ mỗi lần mà anh em mình di chuyển nhanh là tôi sẽ được thả một quả bom ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Quá hay luôn. Bây giờ tôi sẽ đứng đây, chúng ta sẽ cùng nhau bắn hết bọn này. Ôi giời, cẩn thận nhá. Chúng nó có thể ném bom vào mình nữa đấy các bạn ạ. Anh em mình cứ phải cẩn thận một tí, tại vì bây giờ tôi đã khá là khỏe rồi. Ui, đông thế nhỉ. Chúng bọn này hơi đông quá các bạn ạ. Nó dồn ép tôi. Mặc dù tôi chỉ là thợ săn tiền thưởng thôi, nhưng mà chúng nó cứ đi cướp từ tôi, không hiểu. Nếu mà muốn có tiền thì chúng nó cũng phải tự làm đi chứ. Thầy Huấn đã dạy rồi, muốn làm thì phải ăn, muốn ăn thì phải làm, đúng không ạ? Đúng. Uầy, càng ngày quân địch nó càng đông luôn các bạn ơi. Lại còn có cả chuột chuỗi luôn này. Bọn chuột chuỗi này nó biết ném bom đấy các bạn ạ. Đánh bom liều chết, sợ lắm cơ. Bây giờ ước gì tôi có cái kỹ năng bắn tỉa thì sướng các bạn nhỉ. Một cái gì đấy, cái gì đấy? Ui giời, lại boss rồi. Con gì đây? À, con này tôi nghĩ là dễ chơi. Này, tính ra con này với tôi thấy chơi nó còn dễ hơn các con khác. Tôi cho là chạy luôn. Anh em chỉ cần đứng yên một chỗ thôi. Ôi. Chắc là tôi hơi khinh thường kẻ địch quá các bạn ạ. Ghê vậy bro. Ghê vậy. Anh em mình phải di chuyển liên tục. Ô, thắng chưa? Nghe vẻ là thắng rồi đấy các bạn ạ. Ok không ạ? Lắm đồ ngon đấy. Cái này là anh em mình di chuyển là nó sẽ cộng máu cho mình này. Uầy, nếu tôi di chuyển 1 mét tôi sẽ gây 30% sát thương xung quanh tôi. Không chọn. Chắc đâu ạ? Nhìn này, nhảy nhìn xung quanh tôi này. Đấy, nó có vầng hào quang luôn. Ui. Vầng hào quang. Bây giờ tôi có rất là nhiều thứ rồi. Ôi ôi, ghê không? Vầng hào quang đẹp thực sự, tôi thích cái hiệu ứng này lắm các bạn ạ. Ui ôi, kẻ địch ngày càng đông. Anh em mình phải phắn ra chỗ khác các bạn ạ. Đứng ở đây đông quá, người ta lại tưởng nhầm tôi là người nổi tiếng. Wow, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nổi tiếng của mình ở trên cái vùng sa mạc rồi các bạn ạ. Chúng nó bầu vào tôi trong khi tôi làm gì có tiền đâu, đúng không? Mình chỉ có mỗi lòng lương thiện thôi các bạn ạ, chứ không có tiền. Nhưng mà chúng nó hiểu nhầm tôi rồi. Uầy, lại có cả một cái con tàng hình luôn ạ. À, con chuột chuỗi. Wow, siêu đông. Úi dồi ôi, lành ít dữ nhiều rồi các bạn ạ. Tôi cảm giác là cái ngày hẹo của tôi sắp đến rồi đấy. Đông quá, tôi bây giờ bắt đầu là bị hoa mắt rồi đấy các bạn ơi. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại có nhiều người theo đuổi như thế này nhá. Làm thế đây là tôi cũng hơi bị cảm xúc quá. Tôi hơi bị xúc động trước cái tình cảm mà mọi người dành cho mình ấy. Úi dồi ôi, đông quá các bạn ơi. Ôi dồi ôi. Ôi, kêu. Kéo căng. Chết rồi. Lượng fan cuồng của tôi đã lên đến giới hạn rồi các bạn ạ. Nó đã hơi bị nhiều quá so với tưởng tượng của tôi rồi. Ôi dồi ôi. Nào. Hãy có một cái phương án gì đấy cứu tôi ra khỏi chỗ này đi xem nào. Bảo vệ đâu. Vệ sĩ của tôi đâu? Bây giờ tôi mới hiểu được là những ngôi sao nổi tiếng họ đã cực khổ như thế nào khi mà có quá nhiều người hâm mộ. Bản thân tôi thì không thích những cái việc đó lắm. Chắc là đi tè cũng cần phải có vệ sĩ mất. Ui dồi ôi, đông quá. Nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Tổ lái nào. Ôi thôi, Ok nhá. Chỗ này thoáng. Ok, tôi vẫn chạy được. Ok nhá. Đây, nghe phải tổ lái để đi ăn tiền đã thêm các bạn ạ. Đấy, chúng ta cùng nhau nâng cấp thêm. Quay. Còn chờ lúc nào nữa. Ui. Mặc dù rất khéo nhưng mà cơ động đông quá các bạn ạ. Rồi, và sau khi uẳng chúng ta lại trở về với cái máng lợn ngày xưa. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này cùng với tôi và chơi con game này cùng tôi. Nếu thích con game này, hãy ủng hộ tôi cách là nhấn like cho video và đăng ký kênh PopRow nhá. Để giúp tôi sẽ được 1,6 triệu người đăng ký. Tôi sẽ cố gắng kiếm thêm những con game khác hay hơn. Và nếu có tựa game nào các bạn muốn mình chơi thì hãy comment ở bên dưới video này nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì
Bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.